chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh đập hộp bộ đôi FX Skin 2020 và CTA 150 2020 với một diện mạo mới vừa cập bến Việt Nam với số lượng lớn. Mới đây, một cửa hàng nhập khẩu xe tư nhân tại Việt Nam đã chào mắt đến khách hàng một lô hàng MX Skin 2020 hay được gọi là cái chiếc Exciter 150, CTA 150 2020 hay gọi là cái chiếc Winner 150 với một diện mạo mới đầy ấn tượng. Cả hai chỉ sổ cho mình diện mạo mới, màu sắc mới đi cùng với những đồ họa đậm cái chất thể thao. Cái sự thay đổi mạnh mẽ nhất phiên bản MX Skin 2020 chính là xe có hệ thống đồ họa mới, nhìn tươi tắn hơn, ấn tượng hơn. Và đương nhiên, cái cách thiết kế với những tông màu kép khiến cho cái chiếc MX Skin nhìn khá thao hơn, bắt kịp với cái xu hướng thẩm mỹ thời trang hiện nay. So với hệ cũ thì MX Skin 2020 được nâng cấp đèn pha trước với công nghệ bóng LED. Cái cụm đồng hồ hiển thị hoàn toàn mới Full LCD. Cái bộ cụm công tắc rời và được bổ sung thêm cái nút phát sim và tắt bật nhanh phần động cơ. Trang bị thêm cái khóa định vị giúp tìm kiếm xe trong phạm vi 20m. Cùng với đó là hệ thống treo trước cái dạng ống lồng được cải tiến với dây chắn bùn trước thiết kế thể thao hơn. Cái lớp trước được tăng thêm cái kích thước lên thành 90-80-7. Trong khi đó, CTA 150 2020 được làm mới từ thiết kế với những thay đổi nhằm đáp ứng tốt hơn cho người tiêu dùng, như cái cụm đồng hồ LCD thể thao, ti phục và mâm kích thước lớn hơn, đèn hậu hoàn toàn mới, v.v. Và đặc biệt nhất là động cơ được tinh chỉnh lại giúp chiếc xe trở nên mạnh mẽ hơn so với bản đời cũ. Cái có động cơ CTA 150 2020 được tinh chỉnh lại nhằm tăng cường cái hiệu suất cho xe, nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người lái. Với xăng đơn dung tích 149,16cc làm mát bằng chất lỏng, có động cơ này được nâng cấp cho một công suất là được tăng từ 15,4 mã lực lên thành 16 mã lực tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút. Moment xoắn đại cũng tăng từ 13,5 Nm lên thành 14,2 Nm tại vòng tua 6.500 vòng trên phút. Xe vẫn được trang bị cho mình hộp số còn tài 6 cấp. MX Skin 150 2020 với những thông số kỹ thuật của xe vẫn được giữ nguyên với một cái khối động cơ SOC 149,7cc, đường kính hành trình piston 57 nhân trên 58,7mm, tỷ số nén là 10,4:1, tích hợp thêm cái công nghệ là phun xăng điện tử hoàn toàn mới, làm mát bằng dịch cho ra một công suất 15,2 mã lực tại vòng tua máy là 8.500 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại 13,8 Nm ở vòng tua là 7.000 vòng trên phút. Cấu hình hộp số vẫn là còn tay 5 cấp. Và giá hiện nay của Honda CTA 150 2020 được cửa hàng nhập khẩu tư nhân Việt Nam bán ra mức giá 56 triệu đồng, trong khi giá bán của chiếc Yamaha MX Skin 150 2020 được rơi vào khoảng hơn 40 triệu cho tùy những phiên bản màu sắc khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến ngày trực tiếp, nhớ like và subscribe.